Để khám phá được hết mảnh đất Hà Giang, bạn sẽ cần đến 4 tới 5 ngày. Nhưng nếu chỉ có 3 ngày 2 đêm mà vẫn muốn tận hưởng trọn vẹn nhất, thì hãy tham khảo ngay kinh nghiệm du lịch Hà Giang 3 ngày 2 đêm ngay sau đây của Driving 4K nhé. Trong video này, mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cách mới để đi phượt Hà Giang siêu dễ, siêu nhàn, giúp các bạn nữ dễ dàng vi vu khám phá nơi địa đầu Tổ quốc. Hà Giang, mảnh đất đầy núi và đá nhưng lại cuốn hút biết bao du khách gần xa muốn được ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ, tận hưởng không khí trong lành. Cao nguyên đá Đồng Văn luôn là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch trong nước và ngoài nước. Người ta trở về hay mách nhau rằng Hà Giang đẹp tráng lệ bởi những bản làng hoang sơ, núi đá cao, dốc quanh co khúc khuỷu. Hà Giang đẹp rất thơ bởi quanh năm được tô vẽ các màu sắc rất khác nhau từ những loài hoa như hoa tam giác mạch hồng tím, hoa cải vàng ươm, hoa mai anh đào hồng phấn dịu dàng, hay là một Hà Giang với những người con đất Việt mộc mạc, giản dị và hiếu khách. Hiện nay có rất nhiều những nhà xe giường nằm khác nhau chạy tuyến Hà Nội Hà Giang như nhà xe Cầu Mè, Bằng Phấn, Quang Nghị. Giá vé di chuyển xe giường nằm tuyến Hà Nội Hà Giang là 280.000 một lượt. Chúng ta còn một lựa chọn cao cấp hơn đó là xe cabin cung điện di động, giá vé sẽ là 350.000 cho một phòng riêng. Như Driving 4K đã giới thiệu trong các video về lịch trình du lịch Hà Giang 3 ngày 2 đêm trước đây, cung đường du lịch Hà Giang đi theo một vòng tròn dài khoảng 400 km, và ngày đầu tiên lại chính là ngày chúng ta phải đi xe nhiều nhất, tới hơn 130 km. Đó chính là khoảng cách giữa thành phố Hà Giang và thị trấn Đồng Văn. Với những bạn lần đầu đi phượt vùng núi phía Bắc, hoặc với các bạn nữ có tay lái yếu, thì 130 km là một thử thách vô cùng lớn. Vì vậy các bạn có thể lựa chọn một phương án đi phượt Hà Giang mới, đó chính là sử dụng xe khách để đi tới Đồng Văn và thuê xe máy tại đây để khám phá những địa điểm check-in hot nhất cao nguyên đá. Và vậy là chúng ta đã rút ngắn được 2/3 quãng đường phải tự đi xe máy khi phượt Hà Giang, mà vẫn có thể khám phá toàn bộ các địa điểm nổi tiếng nhất nơi này. Vô cùng thuận tiện đúng không nào? Chưa hết, còn một ưu điểm tuyệt đối của cách đi này, chính là các bạn nữ có thể mang theo những vali to chứa đầy váy áo, để thỏa thích chụp ảnh sống ảo, mà không cần lo tới việc chẳng buộc hành lý cồng kềnh mỗi khi di chuyển. Thông thường, xe giường nằm sẽ xuất phát tại phố cổ Hà Nội vào lúc 9 giờ tối, và tới văn phòng của nhà xe tại thành phố Hà Giang lúc 4 giờ 30 sáng hôm sau. Tại đây sẽ có chỗ nghỉ tạm cho các bạn đợi xe khách xuất phát lúc 6 giờ sáng. Vé xe khách đi từ Hà Giang tới Đồng Văn khoảng 150.000 một lượt. Các bạn nên mua luôn vé khứ hồi cùng vé xe giường nằm để nhà xe sắp xếp chỗ ngồi nhé. Lịch trình du lịch Hà Giang 3 ngày 2 đêm. Ngày 1, Hà Nội, Hà Giang, Đồng Văn. 20 giờ 30 đêm hôm trước, bạn xuất phát từ bến xe Mỹ Đình hoặc khu vực phố cổ Hà Nội. 4 giờ sáng, xe có mặt tại bến xe Hà Giang và sẽ trả khách tại một số điểm thuê xe máy mà khách đã đặt trước. Sau đó xe sẽ di chuyển về văn phòng tại trung tâm thành phố Hà Giang để chúng ta đợi xe khách đi Đồng Văn. 6 giờ, lên xe khách di chuyển tới thị trấn Đồng Văn. Có một mẹo nhỏ là các bạn nên chọn ngồi đầu hoặc giữa xe để tránh say xe nha. 10 giờ, sau 4 tiếng di chuyển, xe khách đã đưa chúng ta có mặt tại phố cổ Đồng Văn. Có thể nói đây là điểm trung tâm của chuyến du lịch Hà Giang. Nơi này chỉ cách các địa điểm nổi tiếng nhất của Hà Giang chừng 40 km. Tại đây cũng có rất nhiều điểm lưu trú với mức giá chỉ từ 300.000 một đêm. Các bạn cũng có thể liên hệ thuê xe máy ngay tại khách sạn hoặc homestay của mình với giá chung là 200.000 một ngày. 13 giờ, sau khi nhận phòng, nghỉ ngơi và ăn trưa. Lúc này chúng ta mới thực sự bắt đầu chuyến hành trình khám phá vùng đất địa đầu Tổ quốc. Chỉ cần di chuyển ngược lại 30 km là mọi người đã đến được khu du lịch nhà của Cao, dinh thự họ Vương và dốc Thẩm Mã. Nằm ngay trên quốc lộ 4C, dốc Thẩm Mã là một con đường đèo ngoằn ngoèo nguy hiểm nhất ở miền Bắc nối giữa thành phố Hà Giang và huyện Mèo Vạc. Đây là con dốc nối con đường từ thị trấn Yên Minh lên tới tận phố Cáo. Mặc dù nguy hiểm là thế, nhưng nơi đây lại sở hữu phong cảnh núi non trùng điệp, cùng những khúc cua uốn lượn đẹp mắt. Đây là yếu tố quan trọng, khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn. Cho dù là những phượt thủ lâu năm, thì đây cũng là một thách thức lớn đối với họ. Tuy nhiên, bù lại bạn sẽ có cơ hội khám phá nét đẹp độc đáo đậm chất Tây Bắc của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn khi vượt qua hết con dốc đấy. Tiếp tục di chuyển đến khu du lịch nhà của Cao. Sau đó đi đến dinh thự họ Vương, Nhà của vua mèo, hay còn gọi là dinh thự họ Vương, tọa lạc trên quả đồi hình con rùa, xung quanh con núi rừng bao bọc, được xem là mảnh đất của bậc anh kiệt. Toàn bộ dinh thự mất 9 năm để hoàn thành và tiêu tốn 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỷ đồng ngày nay. Dinh thự vua mèo có diện tích gần 3.000 m². Ngôi nhà nằm trên thung lũng Xà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang. Dọc con đường dẫn vào là hàng cây sa mộc thẳng đứng, xanh mướt, được mang từ Trung Quốc về. Cách trung tâm thành phố khoảng 125 km và cách cao nguyên đá Đồng Văn nổi tiếng chỉ 15 km. Căn nhà cổ này gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của hai cha con người Mông là vua mèo Vương Chính Đức và Vương Chí Sình. Ông Vương Chính Đức là người đứng đầu chế độ thổ ti phong kiến miền núi của dân tộc Mông nên còn được gọi với cái tên đầy quyền lực là vua mèo. Còn con trai ông là người đi theo con đường cách mạng, nhờ những cống hiến cho đất nước nên được bầu làm đại biểu Quốc hội 2 nhiệm kỳ đầu tiên. Công trình được bắt đầu xây dựng vào năm 1898 và chính thức hoàn thành vào năm 1907, tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ là 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương với 150 tỷ đồng Việt Nam ngày nay. Dinh thự được thiết kế và xây dựng bởi những người thợ Vân Nam Trung Quốc kết hợp với đồng bào người Mông, tạo ra một công trình rộng hơn 1.200 m² trên diện tích khoảng 3.000 m². Nhờ lịch sử lâu đời và giá trị văn hóa không thể bàn cãi, dinh thự vua mèo đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia năm 1993, sau gần một thế kỷ tồn tại. Ngoài ra dinh thự này cũng mất đến 5 năm để khởi công xây dựng bởi tất cả đều được xây dựng bằng sức người chứ không hề dùng phương tiện máy móc gì. Kiến trúc bên trong dinh thự vô cùng độc đáo, là sự kết tinh của 3 nền văn hóa khác nhau gồm người Mông, người Pháp và người Trung Quốc. 16 giờ, di chuyển về nơi lưu trú để nghỉ ngơi sau một ngày dài khám phá Hà Giang. 19 giờ, tới phố cổ Đồng Văn ăn tối và tham gia vào các hoạt động vui chơi tại đây. Được hình thành từ khoảng đầu thế kỷ thứ 20 cho đến nay, phố cổ Đồng Văn nằm ở địa phận thị trấn Đồng Văn thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là nơi sinh sống của nhiều đồng bào các dân tộc Mông, Hoa, Tày, Dao, Nùng, Kinh. Do đó, đến với phố cổ Đồng Văn bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều văn hóa khác nhau. Những ngôi nhà tại phố cổ Đồng Văn đã có tuổi đời hàng trăm năm, được xây dựng với lối kiến trúc gần giống nhau. Hầu hết là những ngôi nhà 2 tầng, mái lợp ngói âm dương. Tổng thể phố cổ Đồng Văn là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa Việt và lối kiến trúc Trung Hoa. Phố cổ Đồng Văn không quá rộng lớn, bạn có thể dành 1 tiếng để đi dạo quanh các con đường ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính. Ngôi nhà lâu năm nhất tại đây được xây dựng từ năm 1860 của ông Lương Huy Ngò. Ở một số ngôi nhà tại phố cổ Đồng Văn còn được trang trí bằng những chiếc lồng đèn trước cửa. Khi đi dạo tại đây, bạn còn có thể trò chuyện với những người dân vô cùng thân thiện để hiểu thêm về cuộc sống của người dân. Nếu muốn vào bên trong để tham quan, thì cần phải xin phép chủ nhà trước nhé. Ngày 2, Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, đỉnh đèo Mã Pí Lèng. 6 giờ, ăn sáng và tiếp tục hành trình khám phá Hà Giang 3 ngày 2 đêm. Tại phố cổ Đồng Văn cũng không có quá nhiều món ăn sáng, món ăn nổi tiếng nhất tại đây là bánh cuốn ăn cùng nước canh xương. Hoặc du khách có thể di chuyển tới khu vực chợ Đồng Văn để thưởng thức một số món ăn sáng của người dân địa phương như phở gà đen, thắm cố ngựa, xôi ngũ sắc. 7 giờ, di chuyển đến cột cờ Lũng Cú, check-in cùng các cánh đồng hoa tam giác mạch dọc đường đi. Là cột cờ quốc gia nằm ở đỉnh Lũng Cú, hay còn gọi là đỉnh núi rồng. Có độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, điểm cực bắc của Tổ quốc. Cột cờ Lũng Cú có lịch sử từ rất lâu đời. Trên con đường dẫn lên cột cờ, bạn vừa phải chinh phục 140 bậc đá, vừa ngỡ ngàng trước bức tranh thiên nhiên ngoạn mục, toàn cảnh cao nguyên đá Đồng Văn trùng điệp như một kiệt tác của tạo hóa, những bản làng mộc mạc như ẩn như hiện. Sau khi leo khoảng 200 bậc thang, bạn chắc chắn sẽ sững người đến tự hào khi chứng kiến cột cờ Lũng Cú. Với lối kiến trúc được xây dựng theo hình bát giác, có chiều cao 33,15 m. Lá cờ Tổ quốc rộng 54 m² tượng trưng cho 54 dân tộc anh em luôn tung bay trên đỉnh núi rồng. Xung quanh thân cột cờ là hình mặt trống đồng Đông Sơn và dưới chân cột cờ là 8 tấm phù điêu minh họa cho các thời kỳ lịch sử vẻ vang của đất nước. Từ trên cột cờ nhìn xuống, bạn sẽ có cảm giác như được ngắm nhìn bờ cõi nước Nam ta trong tầm mắt. Được cảm nhận không khí se lạnh của núi rừng Đông Bắc. Đứng ở núi rồng, cảm giác như núi rừng Đông Bắc hòa cùng mây trời cao rộng. Không những vậy, chỉ cần ngước mắt nhìn lên là hình ảnh ấy, niềm tự hào dân tộc lại càng nâng cao lên. với màu sáng tươi của lá quốc kỳ thiêng liêng tung bay, vừa tạo cảm giác tự hào, lại vừa hưng phấn khi chinh phục được đỉnh cao của một cột mốc lớn. 9 giờ, nằm ngay dưới chân núi là ngôi làng văn hóa Lô Lô Chải, chỉ cách cột cờ Lũng Cú huyền thoại chừng khoảng 1 km. Đây là nơi sinh sống, an cư lập nghiệp của đại bộ phận người Lô Lô và người Mông bao đời nay. Cho đến hiện tại, làng Lô Lô Chải đã trở thành điểm du lịch hút khách bậc nhất của cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng và cả Hà Giang nói chung. Làng Lô Lô Chải nhỏ bé như thu mình giữa bốn bề là rừng núi. Ngôi làng tuy nằm ngay gần đường chính nhưng vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, mộc mạc. Tới đây, du khách như lạc vào một câu chuyện cổ tích với những mái nhà cổ hàng trăm năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn. Người dân tộc thiểu số trong làng cũng chủ yếu sống theo phương thức tự cung tự cấp là chính. Họ trồng lúa, ngô, rau và chăn nuôi gia súc, gia cầm cho chính gia đình mình. Một lần lạc bước vào ngôi làng cổ tích này, du khách sẽ chẳng muốn rời đi trước khung cảnh thiên nhiên quá đỗi trữ tình và yên bình đến như vậy. Người Lô Lô vốn rất thân thiện và mến khách ghé chơi. Chỉ cần bạn đi qua nhà họ, họ sẽ vẫy tay chào và nở nụ cười rất tươi. Họ cũng sẽ chẳng ngại ngần gì mà mời bạn chén nước chè rừng, hút điếu thuốc lào và cũng những chén rượu ngô Hà Giang thơm lừng. Ai đến làng Lô Lô Chải Hà Giang một lần rồi mới chiêm nghiệm, hóa ra, không chỉ cảnh vật thiên nhiên huyền diệu, bình yên, mà làng Lô Lô còn hút khách du lịch Hà Giang ghé chơi thêm nhiều lần nữa nhờ những người dân hồn hậu, chất phác và thật thà sinh sống ở vùng đất này. Nếu có thời gian, hãy ngủ lại ở làng Lô Lô Chải để cảm nhận rõ hơn về đời sống thường nhật của người dân nơi đây, bạn nhé. Sớm tinh mơ, bước ra khỏi cửa và tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên sinh động, ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn những cụ già tư lự, hay những đứa trẻ con đùa nghịch chạy quanh, chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng trực trào niềm hạnh phúc, dù chỉ là nhỏ bé thôi. Mười giờ, bạn quay lại thị trấn Đồng Văn, check-in tại ruộng hoa tam giác mạch quanh thị trấn. Tranh thủ ăn trưa và nghỉ tại thị trấn Đồng Văn rồi di chuyển ra đèo Mã Pí Lèng. Đèo Mã Pí Lèng Hà Giang là một trong tứ đại đỉnh đèo vô cùng hiểm trở tại Việt Nam. Nhưng đối với giới trẻ yêu khám phá, thích trải nghiệm thì đây luôn là một trong những điểm du lịch nhất định phải đến một lần trong đời. Đèo Mã Pí Lèng có nghĩa là sống mũi con ngựa, được mệnh danh là vua của các con đèo ở vùng núi Tây Bắc, là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km, thuộc xã Pà Vi và Pài Lùng, huyện Mèo Vạc và xã Tà Lùng, huyện Đồng Văn. Đỉnh Mã Pí Lèng nằm ở độ cao 1.200 m, thuộc cao nguyên đá Đồng Văn, trên con đường mang tên Hạnh Phúc, nối liền thành phố Hà Giang với các huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Từ trên đỉnh Mã Pí Lèng, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh cao nguyên đá Đồng Văn. Khung cảnh núi non hùng vĩ với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu sông Nho Quế nước xanh màu ngọc bích. Mã Pí Lèng độc đáo, hiểm trở nhưng tuyệt đẹp, đáng để du khách chinh phục trong hành trình đến với mảnh đất Hà Giang xinh đẹp. 14 giờ, khám phá làng văn hóa Hơ Mông Pà Vi. Nằm ngay dưới chân đèo Mã Pí Lèng là ngôi làng Hơ Mông Pà Vi. Đây là một tổ hợp gồm rất nhiều homestay thuận tiện cho du khách lưu trú. Tuy khá vắng vẻ nhưng cảnh quan nơi đây lại vô cùng tuyệt vời. Ngôi làng nằm giữa thung lũng, vì vậy du khách lưu trú tại đây sẽ được tận hưởng không khí vô cùng trong lành, mát lạnh và đầy sương khói huyền ảo khi thức giấc. Nhâm nhi tách cà phê và tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp giữa núi rừng Hà Giang trước khi lên đường trở về là một trải nghiệm không nên bỏ qua. Tuy nhiên, giá phòng lưu trú ở đây lại tương đối cao so với mặt bằng chung tại Hà Giang. Các homestay tại đây thường có giá từ 500 tới 800.000 đồng một đêm cho phòng riêng khép kín. Nếu chi phí cho chuyến đi của bạn là không dư giả thì bạn có thể chọn phương án vào làng và đi tham quan chụp ảnh rồi di chuyển về thị trấn Đồng Văn nghỉ đêm. Giá thành sẽ rẻ hơn và không phải mang theo hành lý khi đi tham quan. 15 giờ, bạn di chuyển đến nhà máy thủy điện Nho Quế, ngồi thuyền trải nghiệm sông Nho Quế. Ngay tại chân đèo Mã Pí Lèng, du khách có thể bắt gặp biển báo chỉ dẫn đường xuống bến thuyền sông Nho Quế. Men theo con đường quanh co khoảng 5 km, chúng ta sẽ tới được khu vực bán vé tại cửa đập thủy điện Nho Quế. Vé du thuyền ngắm sông Nho Quế và hẻm vực Tu Sản có giá 120.000 một người. Sông Nho Quế là một địa danh nổi tiếng, chắc chắn bạn sẽ được giới thiệu khi đến Hà Giang. Con sông này được bắt đầu từ vùng núi Nghiễm Sơn Vân Nam, Trung Quốc, chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam về với Việt Nam. Thực ra con sông này không chỉ chảy ở tỉnh Hà Giang mà còn chảy trên địa phận Cao Bằng. Tuy nhiên, phần đầu sông chảy từ thôn Xéo Lủng, xã Lũng Cú đi qua hẻm Tu Sản lại được xem là đoạn có cảnh sắc ngoạn mục, say đắm lòng người nhất. Trước kia sông Nho Quế không êm ả như bây giờ và chỉ được xem là nơi phục vụ mục đích đánh bắt cá của người dân Hà Giang. Đây cũng là nơi cấp nước sinh hoạt cho bà con người dân tộc nơi đây, là nguồn nước quan trọng cho hầu hết các thửa ruộng bậc thang của bà con sinh sống quanh khu vực này. Tuy nhiên từ khi được ngăn để xây dựng công trình thủy điện thì nước chảy dịu dàng hơn. Từ đó người dân nơi đây còn mở dịch vụ đi thuyền dạo chơi trên sông và ngắm hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, chính là hẻm Tu Sản. Chắc chắn khi du lịch Hà Giang bạn hãy thử một lần hòa mình với thiên nhiên trên dòng sông này. 16:30, về homestay ăn tối, nghỉ ngơi. Ngày 3, khám phá chợ phiên, trở về Hà Giang. 6 giờ, sau một chuyến hành trình dài, hãy thưởng cho mình một buổi sáng thư giãn. Nhâm nhi tách cà phê và đón bình minh giữa núi rừng Đông Bắc. 7 giờ, khám phá chợ phiên Đồng Văn hoặc chợ phiên Mèo Vạc và thưởng thức ẩm thực dân tộc. Cả chợ phiên Đồng Văn và chợ phiên Mèo Vạc đều họp vào sáng Chủ nhật hàng tuần nên tùy thuộc vào nơi bạn lưu trú, hãy chọn khu chợ gần khách sạn của mình. Người ta thường nói chợ phiên chính là bảo tàng về cuộc sống của bà con dân tộc, vậy nên đừng bỏ qua trải nghiệm thú vị này khi tới Hà Giang. Bạn có thể tham gia rất nhiều hoạt động thú vị, ngắm nhìn tận cảnh cuộc sống giản dị lại gần gũi của người dân tộc miền cao, lắng nghe ngôn ngữ của họ và thưởng thức những món đặc sản thơm ngon. Đặc biệt, phiên chợ cũng có bán ti tỉ món đồ khác nhau được người dân tự tay nuôi trồng hoặc sản xuất ra nên khá là độc nhất vô nhị đó nha. Khi tham gia chợ phiên Đồng Văn, bạn sẽ thấy đa số đều sẽ là đồng bào dân tộc, sinh sống tại địa phương như người Hơ Mông, Lô Lô, Dao, Tày. Chợ phiên Đồng Văn Hà Giang sẽ có buổi họp chợ vào ngày Chủ nhật của mỗi tuần. Tới đây chắc chắn bạn sẽ tìm thấy nhiều món ăn khác nhau và mang đến những trải nghiệm ẩm thực thú vị như bánh cuốn Hà Giang. Bánh cuốn là một món ngon tại Đồng Văn được nhiều du khách yêu thích. Vỏ bánh được làm từ bột gạo, tráng mỏng, cuộn tròn khi hấp. Bên trong là nhân thịt được băm cùng mộc nhĩ, tạo nên một thứ bánh dẻo thơm, đậm hương vị. Khác với miền xuôi, bánh cuốn Hà Giang được chấm cùng nước dùng hầm từ xương ngọt tự nhiên, rắc thêm chút hành khô và rau thơm ăn kèm. Phở gà Tráng Kìm là món ăn sáng quen thuộc của người dân nơi đây vào những ngày chợ phiên, được chế biến từ gà đồi, loại gà người Mông chăn thả trên núi. Điều tạo nên nét đặc biệt của những tô phở Tráng Kìm đó là sợi phở mềm mịn, không dai vì được làm và phơi khô thủ công. Nước dùng được hầm từ xương cùng những loại gia vị quen thuộc như gừng, quế, hồi, thảo quả, tạo nên vị thơm ngọt đặc trưng, mang dấu ấn riêng của người dân Tráng Kìm. Xôi ngũ sắc là món ngon không thể thiếu trong những mâm cỗ của người Tày ở Hà Giang. Xôi được làm từ gạo nếp nương hào hạng, vừa thơm vừa dẻo. Xôi có 5 màu, màu trắng nguyên gốc từ gạo nếp, màu đỏ của gấc, màu xanh từ lá gừng, màu vàng từ nước củ nghệ và màu tím được lấy từ lá cơm đen. Tất cả những nguyên liệu tự nhiên, mộc mạc của phố núi đã hòa quyện với nhau tạo nên hương vị đặc trưng của món ngon Hà Giang này. Thắng cố ngựa. Thắng cố là một trong những món ngon Hà Giang mà bất cứ ai khi đến với mảnh đất này đều phải thử. Nội tạng bò sau khi được sơ chế, làm sạch và tẩm ướp bằng 12 loại gia vị đặc biệt sẽ được đem ninh nhừ trong vòng 1 tiếng, tạo nên một nồi thắng cố với hương vị ấn tượng cho du khách. Mèn mén tẩu choa. Mèn mén hay còn gọi là cơm ngô, là một món ăn của người Mông được làm từ những hạt ngô tẻ. Sau khi ngô được xay nhỏ thủ công bằng cối đá sẽ đem đổ chín đến 2 lần để cho ra món mèn mén. Tẩu chóa hay còn gọi với cái tên khác là canh óc đậu, được người dân chế biến từ đậu tương xay, nấu cùng cải mèo muối chua, tạo nên một món canh thanh mát. Hai món ăn này thường sẽ đi kèm với nhau, kết hợp thành một hương vị đặc biệt khó quên, cho bất cứ ai đã từng thử qua. Lạp xưởng gác bếp là một món ăn thường có trong mâm cơm ngày Tết của người Mông, và cũng là món ngon Hà Giang mà bạn có thể mua về làm quà. Lạp xưởng được làm từ thịt lợn mán, sử dụng lòng non làm lớp vỏ ngoài, ướp cùng một số gia vị đặc biệt như mắc mật, rượu trắng và gừng xay. Sau khi chế biến, người ta sẽ đem gác lạp xưởng lên bếp lửa trong một khoảng thời gian dài để ngụa mùi khói bếp. Vì thế, món ăn sau khi hoàn thành sẽ là sự kết hợp giữa vị ngon ngọt của thịt, gia vị đậm thơm, hòa lẫn mùi khói bếp thoang thoảng. Bánh tam giác mạch. Nhắc đến món ngon Hà Giang, bạn không thể bỏ qua món bánh tam giác mạch vô cùng nổi tiếng. Loại bánh này được làm từ hạt của loài hoa mang sắc tính mơ màng, là biểu tượng của Hà Giang. Bánh có mùi thơm nhẹ, mang vị ngọt thanh, xốp, mềm mềm, đậm hương vị mộc mạc của núi rừng. Thắng rền là một món ngọt được làm từ bột gạo, ngon nhất là từ gạo nếp Yên Minh, thứ nếp nương nổi tiếng với vị dẻo thơm. Khi ăn, bánh sẽ được chan thêm chút nước đường hoa mai, rắc thêm lạc rang cho bùi, tạo nên một thứ quả vặt vô cùng ngọt ngào. Đây là một món ăn vặt cực kỳ phù hợp với tiết trời giá lạnh của Hà Giang vào những ngày mùa đông. 12 giờ, dọn dẹp hành lý, trả phòng và lên xe khách đã mua vé khứ hồi từ trước để quay trở về thành phố Hà Giang. Sau đó các bạn có thể khám phá trung tâm thành phố Hà Giang trước khi lên xe trở về Hà Nội. Và đừng quên check-in cột mốc 0 km, nơi mà bất cứ du khách nào cũng muốn chụp ảnh mỗi khi đến với Hà Giang. 21 giờ, lên xe về Hà Nội, kết thúc hành trình khám phá núi rừng hùng vĩ nơi cực Bắc Tổ quốc. Trên đây là toàn bộ lịch trình và gợi ý tham quan Hà Giang 3 ngày 2 đêm của Driving 4K. Với chi phí chỉ hơn 2 triệu đồng một người, cách đi phượt Hà Giang này sẽ giúp bạn có một chuyến du lịch vô cùng nhẹ nhàng, nhưng không bỏ sót bất cứ địa điểm nổi tiếng nào. Nếu thấy thông tin này hữu ích, hãy dành tặng kênh một lượt thích và hãy chia sẻ video này tới với những người bạn của mình để cùng lên kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới nhé. Mùa hoa tam giác mạch của Hà Giang đã tới rồi, cùng lên đường tour nào. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm những video tiếp theo về du lịch Hà Giang cũng như các thành phố khác tại Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.